Xin chào các bạn, ở đây mình có cái chiếc ốp lưng trong suốt mà thuộc hàng xịn và đắt nhất ở trên thị trường dành cho S20 Plus và S20 thường. Đây là sản phẩm của UAG, thương hiệu này cực kỳ nổi tiếng đến từ Mỹ, một chiếc ốp lưng trong suốt có khả năng chống sốc theo tiêu chuẩn quân đội của Mỹ, dòng Pilio. Màu sắc ở đây là màu trắng trong suốt và cái viền của nó hơi xám xám một chút. Tại sao nó là màu xám chút nữa mình sẽ nói rõ hơn cái đó cho các bạn. Đây là thương hiệu của Mỹ nhé, và sản phẩm này thì được nhập khẩu chính hãng ở phân phối ở Việt Nam và được sản xuất tại Trung Quốc. Đây nhé, về chi tiết cái chiếc ốp lưng này, dù là một chiếc ốp lưng trong suốt nhưng nó sẽ không giống với những ốp lưng trong suốt khác bạn thấy đâu, như đơn giản như là cái về cái phần thiết kế chẳng hạn, bạn thấy những cái đường cơn sóng ở hai bên này, nó không phải là một cái bề mặt phẳng mà nó làm cong cong lên một chút, làm chống lưng nó trông nó mềm mại hơn và nó cũng khác biệt hơn. Thứ hai nữa là cái chất liệu này được làm từ nhựa cứng nên các bạn cũng không bao giờ lo nó bị ố vàng cả. Cái phần nhựa cứng này nó không chỉ ở trên mình cái mặt lưng như đa số những mẫu ốp lưng khác đâu, mà nó còn chồm lên cái phần cạnh này một ít nữa này. Đấy, có nghĩa nó cong lên như thế này. Đa số các ốp lưng khác nó chỉ đến phần này thôi, nhưng mà UAG người ta bo hết lên cái phần này để giúp cho ốp lưng nó sẽ ôm vào máy nó chắc hơn rất là nhiều. Còn cái phần này là phần cao su mềm TPU với những đặc trưng là những cái đệm khí dạng tổ ong như thế này giúp giảm chấn cho máy. Đấy, tại sao hãng lại làm ở cái màu xám xám như thế này? Đơn giản thôi. Thứ nhất là điểm nhấn, thứ hai quan trọng hơn là để dùng lâu nó đỡ bị ố vàng hơn. Nếu mà nó trong hoàn toàn thì nó dễ bị ố vàng đối với thời tiết ở Việt Nam. Mình sẽ lắp lên chiếc S20 Plus cho các bạn dễ nhìn nhé. Cái máy là cái máy mô hình thôi nhé. Hai cái phần các bạn lưu ý này, hai phần cạnh này, nó không giống như những ốp lưng khác, nó sẽ làm từ nhựa mềm nhưng mà UAG sẽ làm từ nhựa cứng và nó lót cao su ở trong nên khi lắp vào ấy, tháo ra nó sẽ rất là chắc. Nhiều khách hàng lắp vào rồi hầu như là không thể tháo ra nổi vì nó quá là chắc, nó ôm máy cực kỳ chắc. Chính vì ôm máy chắc nên cái cảm giác đầu tiên các bạn cầm ở trên tay nó sẽ vô cùng là vững chãi, các bạn sẽ không thấy nhận thấy cái sự ọp ẹp hay là cái sự xê dịch nào khi mà các bạn sử dụng cái chiếc ốp lưng này đâu, vì nó cực kỳ chắc. Những cái đệm khí ở bên trong này cũng sẽ bảo vệ cái điện thoại cho mình như thế này không bị rơi rớt hay là ảnh hưởng bởi va chạm các thứ. Camera tất nhiên được bảo vệ rồi, phím bấm thì UAG làm phím bấm rất nảy, các góc này được làm nhô lên cao hơn của cái độ dày. Thì đây là một chiếc ốp lưng khá tương đối dày. Đấy, trên thang điểm 5 thì nó khoảng tầm độ 3,5 3,7 gì đấy về độ dày. Đấy, cầm ở trên tay thì tay mình cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng không thấy nó to quá, cầm vẫn rất là thoải mái, rất là vừa vặn. Để đặt mua cái sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn. Đường link đặt mua sản phẩm thì mình đặt ở dưới mô tả cái sản phẩm này nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn.